Xin chào tất cả các bạn. Đây là một cái con tụ. Con tụ này giá trị khoảng 2.000 đồng. Nhưng cái giá trị tuyệt vời và cái lợi ích ứng dụng của nó rất cao. Những cái loại đèn nào mà các bạn không tìm ra cái bộ nguồn để sửa và hư hỏng rất nặng về bộ nguồn thì các bạn dùng cái phương pháp này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một video rất tuyệt vời và hữu ích. Chỉ một con tụ 2.000 đồng mà các bạn có thể sửa được tất cả các loại đèn LED trên thị trường. Để ví dụ cho video này, tôi lấy một bóng đèn LED với công suất rất cao, 36W. Đây là một loại đèn LED có công suất tương đối cao nhất trên thị trường. Bóng đèn này đã bị hư hỏng và tôi cố gắng sửa nó cho các bạn xem. Đây là một bóng đèn LED. Bên trong gồm có hai thanh LED. Điện của nó xài vẫn là 220V và 110V. Đầu tiên các bạn tháo cái nắp chụp ra. Sau đó nhẹ nhàng rút ra. Bên trong nó có một bộ nguồn. Bộ nguồn này dân kỹ thuật gọi đó là driver. Nó nhiệm vụ của nó là biến đổi 220 thành điện DC. Tùy theo bóng đèn LED của chúng ta dùng nguồn bao nhiêu. Có thể là 110V DC hay là 90V DC. Những sợi dây như thế này đã bị khô do quá trình sử dụng lâu năm. Khô cứng. Nhìn quanh thì các bạn thấy hai cọc. Hai chấu dây này là cộng và hai chấu dây này trừ dẫn đến thanh LED cộng và trừ. Đây là cục biến thế. Đây là cái tụ lọc có chỉ số 400V. Con điện trở này là điện trở cầu trì. Nó có chỉ số là 0,7 ohm 1W. Mạch nguồn này khá đơn giản. Chỉ một con IC dao động và một cầu diode cộng với mấy cái tụ và điện trở và một cái biến áp. Thế là xong. Bạn tháo dây ra. Nếu bạn sợ quên, lấy máy điện thoại chụp lại để khi gắn vào còn cái mà để nhớ. Sau đó các bạn suy trì mối hàn. Công việc suy trì này là giúp cho chúng ta hàn lại lần hai nhanh hơn, kết dính hơn. Nhìn quanh bộ nguồn, các bạn quan sát. Đây là cái tụ. Tụ này để lập nguồn, chống nhiễu. Con điện trở này là con điện trở cầu trì. Bốn con đen đen để là con diode. Bốn con diode này có nhiệm vụ nắn dòng điện AC thành DC. Thì diode chỉ cho dòng điện đi qua một chiều. Nên có câu, diode chỉ có một chiều. Làm trai quân tử phải yêu nhiều người. Phải yêu một người. Nhẹ nhàng tháo tất cả các dây điện ra. Các bạn nhìn thấy, những dây điện như thế này, quá trình sử dụng lâu năm, nó rất cứng, khô và dễ gãy, dẫn đến tình trạng hư hỏng. Những bộ nguồn như thế này, những con IC dao động như thế này, chúng ta khó có thể mua nó về thay được. Đa phần thì nó bị hư cầu diode, cầu chì và con IC dao động. Cũng như là cái biến áp, xài lâu, những cái cuộn dây trong đó nó bị chạm. Và tôi thường dùng một tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu này tôi chưa chỉ ai bao giờ. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho các bạn. Tuyệt chiêu này dùng một cái tụ. Một cái tụ này hàn qua nối tiếp với con điện trở. Một con điện trở cầu chì 1W 0,47 ohm. Bằng cách tôi cắt con điện trở ra làm hai và hàn nối tiếp. Nối tiếp với con điện trở. Các bạn nghe kỹ. Các bạn phải nghe kỹ và nhìn kỹ thì các bạn mới làm đúng được.
Phải đúng trình tự. Hàng con tụ song song với con điện trở và các con điện trở ra thì nó trở thành mạch nối tiếp. Đối với những mạch nguồn như thế này, các bạn đo lên. Điện thế vào là 226V. Sau đó các bạn hàn lại cọng dây. Cộng theo cộng, trừ theo trừ. Đây là dây cộng, tất cả dây cộng các bạn hàn lại. Còn tất cả dây trừ thì các bạn nối lại chung với nhau và hàn lên trên đầu trừ của cái tụ. Các bạn nhìn vấn đề này kỹ nha. Nếu các bạn làm sai thì nó sẽ không chạy nha các bạn. Các bạn hàn lên dấu trừ của cái tụ. Trên cái tụ á, nó có cái dấu cộng và dấu trừ. Thì cái tụ này là cái tụ lọc nguồn. Từ cầu diode qua là điện thế 315V. Tôi gỡ cái tụ ra và gắn lại nó ở bên trên để khi đưa vào cái máng cho nó vừa. Thì gắn cái tụ lại nó cũng giống như ban đầu thôi, nhưng chủ yếu là gắn cho nó vừa để đưa vào cái máng cho nó dễ dàng. Các bạn biết công thức này không? Khi điện thế vào 220V qua cầu nắng diode qua tụ lọc thì nó trở thành 315V với công thức như sau: 220V AC đi vào qua cầu ót và tụ lọc nguồn, nó trở thành 315V bằng công thức như sau: 220V AC bằng 220V căn 2 DC, tính ra bằng 315V DC. Dòng ra rất cao nên chúng ta dùng cái tụ nối tiếp với nhau để cản dòng điện đấy, đó là tụ 105 400V. Sau đó các bạn cẩn thận nhẹ nhàng đưa vào máng. Khâu này các bạn cẩn thận, đừng để cho thanh nhôm này tiếp xúc với bo mạch, vì vậy nó sẽ dẫn điện và gây tình trạng giật cho các bạn. Nên các bạn muốn sửa chữa thì phải có người giám sát hoặc là các bạn có tay nghề. Công đoạn này các bạn cẩn thận. Sau đó các bạn cắm điện vào. Lập tức bóng đèn của chúng ta sáng lên. Còn ba con còn lại là do đã chết, do vấn đề là mạch điện của ba con này bị nối liền với nhau. Không sao, chỉ có một đoạn đó không sáng thôi, tất cả đều sáng thì chúng ta có thể sử dụng được. Bây giờ thì đèn đã sáng rồi, cắm thử cho các bạn xem. Thật là tuyệt vời đúng không? Đèn đã sáng rồi. Nhưng khuyên các bạn nên sửa, có người giám sát, và nếu có điều kiện thì mua đèn mới mà xài. Còn những bóng đèn này mình làm xi cua. Vâng, các bạn là người mới xem kênh, xin hãy bấm một like và nhớ ủng hộ mình nhé. Hãy đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo. Các bạn hỏi gì, tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay thôi.